Trong video này, Jenny sẽ nói về những điều mà đối với một số bạn có thể là lần đầu tiên được nghe và bạn có thể cảm thấy khó hiểu. Thế nhưng Jenny đảm bảo rằng một khi bạn bắt đầu hiểu được những điều này thì cuộc sống của bạn sẽ hoàn toàn thay đổi và cách mà bạn sống, cách bạn cảm nhận về thế giới cũng sẽ thay đổi theo chiều hướng rất tích cực và thậm chí là có thể giúp cho bạn thoát khỏi cái mà nhiều người thường hay gọi là The Matrix, tức là ma trận cuộc sống. Bởi vì Jenny được biết rằng vẫn có một số bạn còn nghi ngờ về luật hấp dẫn hay là tiềm thức hay là tần số rung động khi được nghe trình bày từ những người làm về tâm linh. Họ nghĩ rằng những điều này chỉ là những niềm tin tâm linh hay là tôn giáo không có cơ sở và nó thật vớ vẩn. Vì vậy trong video hôm nay Jenny sẽ hướng dẫn các bạn những cách thức vô cùng quan trọng và có thể giúp bạn mở khóa cũng như là tận dụng tối đa tiềm năng não bộ bằng ngôn ngữ khoa học đơn giản và dễ hiểu nhất. Do đó nếu như bạn không thể hiểu hết những thông tin được đề cập trong video này thì cứ hãy cố gắng xem lại nó nhiều lần và dành thời gian suy ngẫm về những gì Jenny nói trong video này cũng như tất cả những video khác trong channel của Jenny nhé. Cuộc sống hiện tại của bạn chính là kết quả của chương trình được cài đặt bên trong bạn. Bởi vì 95% những gì bạn đang trải qua đến từ tiềm thức của bạn. Hãy thử tưởng tượng xem điều gì sẽ xảy ra nếu như chương trình trong tiềm thức được cài đặt tương ứng với những ước mơ, những mong muốn và khao khát mà bạn đang giữ trong phần ý thức. Não bộ của bạn được thiết lập để download những thông tin quan trọng 2 lần mỗi ngày. Và đây chính là lúc để bạn có thể tái cài đặt những chương trình trong tiềm thức. Bên cạnh đó, thì ý thức là phần não mà mang đến những sáng tạo và ý tưởng. Nó có thể học hỏi từ việc đọc sách, nghe thuyết giảng hay xem một bộ phim hay đơn giản là một khoảnh khắc bạn thốt lên kiểu aha, mình nghĩ ra rồi. Vậy điều đó có nghĩa là ý thức có rất nhiều cách khác nhau để download và cập nhật thông tin mới vào não bộ. Thế nhưng vấn đề là ý thức và tiềm thức không được liên kết với nhau theo kiểu nếu ý thức học được một điều gì đó thì nó không có nghĩa là tiềm thức cũng học được điều tương tự. Lý do là vì ý thức học hỏi thông qua quá trình sáng tạo, còn tiềm thức học hỏi thông qua chủ yếu 2 quá trình khác. Quá trình thứ nhất gọi là thôi miên và download. Đầu tiên bạn có thể hiểu rằng ý thức học hỏi thông qua việc đọc sách, xem phim, nghe giảng v.v. Khi thông tin được tải vào ý thức, nó sẽ lập tức biết về những thông tin đó. Thế nhưng tiềm thức của bạn thì không học được theo cách đó. Tiềm thức là não thói quen và chỉ có 2 cách chính để cài đặt những thông tin mới vào tiềm thức. Thứ nhất, đó là chúng ta có thể download và cài đặt thông tin vào tiềm thức trong khoảng thời gian từ bé cho đến 6-7 tuổi. Lý do là bởi vì tiềm thức hoạt động ở tần số sóng não theta, cũng tức là sóng não thôi miên, và nó có nghĩa là bạn có thể download và cài đặt thông tin thẳng vào tiềm thức nếu trí não của bạn đang hoạt động ở trong trạng thái thôi miên. Quay trở lại với câu chuyện là chúng ta chỉ có thể cài đặt thông tin thẳng vào tiềm thức từ bé cho đến lúc 6 hoặc 7 tuổi. Lý do là bởi vì trong khoảng thời gian đó, não bộ của trẻ em phần lớn hoạt động ở tần số sóng não delta. Nếu vậy, bây giờ bạn đã lớn, đã qua giai đoạn đó rồi thì bạn có thể làm gì? Ok, đây chính là phần thú vị mà bạn cần phải biết. Não bộ của bạn được thiết lập để có thể hoạt động ở tần số sóng não delta 2 lần một ngày. Hay nói cách khác là não bộ của bạn được chuẩn bị để download thông tin trong trạng thái thôi miên 2 lần một ngày. Vậy đó là những lúc nào? Trước tiên hãy hiểu rằng trong trạng thái ngủ sâu, não bộ của bạn hoạt động ở tần số sóng não thấp nhất gọi là tần số delta. Và sau đó, khi bạn vừa mới tỉnh dậy, tức là chỉ vừa từ từ mở mắt ra sau giấc ngủ, lúc mà bạn vẫn còn đang trong trạng thái mơ màng, chưa hoàn toàn tỉnh táo, lúc mà bạn vẫn chưa thực sự biết được đâu là tỉnh hay mơ, thì nó được gọi là trạng thái delta. Tức là bạn sẽ đi từ trạng thái ngủ sâu gọi là delta và từ từ thức dậy và chuyển dần sang tần số cao hơn
gọi là theta. Và theta chính là tần số mà thôi miên có thể xảy ra. Và sau đó khi mà bạn dần tỉnh táo hơn, bạn sẽ tiếp tục chuyển sang tần số alpha. Đó là trạng thái mà bạn hoàn toàn tỉnh táo, bạn thức dậy, bạn vận động, bạn đánh răng, rửa mặt, ăn sáng và chuẩn bị ra khỏi nhà đi làm vân vân. Và tiếp sau đó khi bạn đến chỗ làm hay đến trường, bạn bắt đầu tiếp xúc với nhiều người khác và bạn bắt tay vào công việc bận rộn, não bộ của bạn phải hoạt động mạnh mẽ, thì đó là lúc mà bạn chuyển sang tần số beta. Thế là bạn liên tục hoạt động ở tần số beta cả ngày ở bên ngoài và đến chiều tối. Khi bạn trở về nhà, bạn được nghỉ ngơi và thư giãn đầu óc thì đó là lúc bạn chuyển dần sang tần số chậm hơn là alpha. Và sau đó khi bạn chuẩn bị lên giường ngủ thì đó cũng chính là lúc mà não bộ của bạn bắt đầu chuyển đổi từ alpha sang delta và lúc mà bạn từ từ chìm vào giấc ngủ. Và tiếp sau đó là bạn sẽ rơi vào giấc ngủ sâu, cũng là lúc bạn chuyển tiếp từ delta sang delta một lần nữa. Do đó điều này có nghĩa là não bộ của bạn sẽ di chuyển sang tần số delta một cách hoàn toàn tự nhiên 2 lần mỗi ngày. Nghĩa là bạn sẽ ở trong trạng thái thôi miên tự nhiên 2 lần mỗi ngày thông qua quá trình nghỉ ngơi, thức dậy và đi ngủ tự nhiên mỗi ngày. Và đây chính là thời điểm lý tưởng nhất để bạn nghe những video thôi miên hay là những lời khẳng định, những câu ám thị tích cực để cài đặt lại tiềm thức của bạn. Do đó nếu như bạn đeo tai nghe vào và bật một video về những lời nói hay là những chương trình cài đặt giúp thay đổi thói quen và bạn nghe nó trong khi bạn chìm vào giấc ngủ, thì khi đó não bộ của bạn sẽ hoạt động ở trạng thái sóng não delta và sẽ giúp chuyển những thông tin mà bạn đang nghe được vào thẳng tiềm thức của bạn. Và đó chính là cách mà bạn tái lập tiềm thức. Vì vậy nếu như bạn muốn thay đổi những chương trình bị cài đặt sai trong tiềm thức thì bạn có thể lựa chọn những video mang thông điệp mà bạn muốn đưa vào trong tâm trí của bạn mỗi buổi tối trước khi đi ngủ. Đó chính là cái mà mọi người hay gọi là tự thôi miên. Và Jenny đã thu âm sẵn một số video về thôi miên hoặc là thiền theo hướng dẫn mà bạn có thể nghe vào mỗi buổi tối để giúp thay đổi các thói quen của bạn nằm ở trong channel của Jenny. Nên hãy nhớ tìm xem nhé. Và quá trình thứ hai cho việc học hỏi hay cài đặt lại tiềm thức đó là thông qua sự lặp lại. Như Jenny đã nói lúc đầu, rằng thông qua việc tự thôi miên thì chúng ta có thể học hỏi và download xuống những thông tin mới vào tiềm thức. Thế nhưng sau khi chúng ta qua khỏi độ tuổi 6 hay 7 tuổi, tiềm thức của bạn được cài đặt theo một cách khác và nó được gọi là thói quen. Điều này có nghĩa là nếu bạn làm một việc gì đó lặp đi lặp lại thường xuyên thì não bộ của bạn sẽ download và in những thông tin này vào tiềm thức và tạo thành những thói quen. Lấy một ví dụ, đó là lúc mà bạn học bảng chữ cái chẳng hạn. Bạn còn nhớ bạn đã học bảng chữ cái như thế nào không? Đầu tiên là bạn đọc A, B, C, D, E và bạn quên và bạn lặp lại và bạn tiếp tục và bạn lặp lại và bạn lặp lại. Cứ như thế bạn lặp lại hàng chục hoặc thậm chí hàng trăm lần và tới một thời điểm cuối cùng bạn ghi nhớ nó vào sâu trong tâm trí bạn. Đó chính là lúc thông tin đã được cài vào tiềm thức. Ở giai đoạn này nếu như có ai đó yêu cầu bạn đọc ngẫu nhiên một đoạn nào trong bảng chữ cái đó thì bạn có thể nói ra hay là viết ra ngay mà không cần phải suy nghĩ hay là tính toán quá nhiều và bạn làm việc đó trong vô thức. Tại sao lại như vậy? Đó là bởi vì bạn đã hình thành nên một thói quen ở cấp độ tiềm thức. Do đó ở giai đoạn sau 6 đến 7 tuổi, nếu như bạn muốn thay đổi một chương trình đã được cài đặt trong tiềm thức thì việc bạn có thể làm đó chính là tạo ra một thói quen bằng cách lặp đi lặp lại một việc gì đó liên tục nhất quán. Hay nói cách khác, đó là với bất cứ hoạt động tinh thần hay thể chất nào mà bạn muốn thay đổi, nếu bạn liên tục lặp lại chúng thường xuyên, chúng sẽ trở thành những thói quen nằm trong tiềm thức. Ok, và bây giờ chúng ta mới đến phần quan trọng của vấn đề, đó là bạn đã được cài đặt những chương trình gì trong tiềm thức của bạn. Khoa học đã chứng minh rằng ý thức chỉ điều khiển 5% hoạt động bình thường của con người và 95% còn lại được điều khiển bởi tiềm thức. Vậy điều này có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là cuộc đời của bạn
hay cuộc sống hiện tại của bạn chính là kết quả của những chương trình đã được cài đặt trong tiềm thức của bạn. Vậy làm sao để biết những chương trình nào được cài đặt trong đầu của bạn? Rất đơn giản, hãy cứ nhìn vào kết quả của những gì mà hiện tại bạn đang trải qua, những thứ mà bạn đang sở hữu, những công việc mà bạn đang làm hay những mối quan hệ mà bạn đang có. Tất cả những thứ mà bạn muốn có và hiện tại đang thuộc về bạn chính là kết quả của những chương trình nằm trong tiềm thức của bạn. Chính nó đã giúp thúc đẩy bạn hành động để đạt được và đồng thời cũng thu hút những thứ đó đến cho bạn. Và ngược lại, nếu như bạn đang phải trải qua một sự khó khăn hay là gặp phải các rắc rối hay bạn đang phải nỗ lực vất vả để làm một việc gì đó thì nó có nghĩa là bạn đang phải cố gắng để vượt qua một giới hạn đã được cài đặt trong tiềm thức của bạn. Bạn đang cảm thấy nó khó khăn là bởi vì chương trình trong tiềm thức của bạn đã được cài đặt ở mức độ đó và hiện tại nó chưa cho phép bạn vượt qua những giới hạn mà bạn được phép vượt qua. Nó có thể là những lo lắng, nghi ngờ, sợ hãi, lười biếng hay là nhút nhát vân vân. Vậy bây giờ làm sao để bạn thay đổi tư duy, thay đổi não bộ, thay đổi cuộc sống của bạn? Đó là bạn cần phải nhận ra được những giới hạn của bản thân là gì. Hãy nhìn vào những kết quả trong cuộc sống mà bạn đang nhận được và tự hỏi bản thân xem đâu là những giới hạn khiến bạn chỉ nhận được những kết quả như vậy, hay đâu là những giới hạn khiến bạn chưa thể đạt được kết quả tốt hơn. Và sau đó là bạn cần sử dụng những video có chứa thông tin tích cực. Bạn nghe những bản thôi miên hay là những lời khẳng định tích cực thích hợp để thay đổi những thói quen và cài đặt lại chương trình mới cho tiềm thức. Hãy làm việc này lặp lại thường xuyên đến khi nó trở thành một thói quen mới của bạn. Và một khi bạn có thể phá vỡ được những giới hạn, những niềm tin cũ và hình thành được những thói quen mới phù hợp với những mong muốn mới của bạn, thì đó cũng là lúc bạn mở khóa được toàn bộ sức mạnh của tâm trí và làm chủ được số mệnh của chính bản thân. Bởi vì như câu nói mà chúng ta vẫn hay nghe rằng thói quen tạo nên tính cách, tính cách hình thành số phận. Vì vậy có thể nói rằng những gì mà bạn đang trải nghiệm bên ngoài chính là kết quả của những thứ nằm ở bên trong. Và bạn sẽ không thu hút những thứ bạn muốn, bạn chỉ thu hút những thứ mà bạn trở thành. Hãy học cách cài đặt lại tiềm thức và trở thành tần số của những điều mà bạn luôn mong muốn.